Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh này, thì thầy có một vài hướng dẫn nho nhỏ cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu. Thì trong cái series chương trình hôm nay á, thì thầy sẽ giảng những cái bài trong cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì trong cái cuốn sách này nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Thì thầy sẽ lần lượt giải các bài từ phần cơ học trước, từ bài 1 cho đến những cái phần phía sau. Và để cho tiện theo dõi thì thầy nghĩ rằng là chúng ta nên có cái cuốn sách để có cái đề bài trong tay thì mình theo dõi nó sẽ tiện hơn. Và thầy gợi ý là chúng ta có hai cái cách để chúng ta có được cái cuốn sách. Cái thứ nhất là rất là đơn giản, đó là chúng ta ra ngay những cái hiệu sách ở gần nhà mình. Mình có thể mua ngay một cuốn thì giá bìa đâu đó tầm 60-70 nghìn một cuốn. Nếu các bạn lười thì có một cái phương án thứ hai, đó là chúng ta có thể mua qua các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Shopee. Thì thầy cũng đã tìm sẵn cho chúng ta cái đường link để thầy để ở phía dưới mô tả đó. Chúng ta có thể kích vô đó để đến những cái trang đó chúng ta mua cho nó tiện. Thì khi mà có cái tài liệu trong tay rồi thì cái việc theo dõi của mình nó sẽ được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mời các em xem tiếp cái bài học ở phía sau. Xin chào mừng tất cả các em đã quay lại với cái chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý. Thì trong cái phần cơ học thì chúng ta giải hôm trước là tới bài 17 rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục tới bài 18. Đề bài như sau. Một ô tô di chuyển giữa hai địa điểm A và B. Đầu chặng, ô tô đi mất 1/4 tổng thời gian với vận tốc 40 km/h. Giữa chặng, ô tô đi mất 1/2 tổng thời gian với vận tốc 20 m/s. Cuối chặng, ô tô đi mất 1/4 tổng thời gian với vận tốc 30 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường. Vậy sau khi đọc tổng thể cái bài thì chúng ta thấy là đây là chỉ nói về một chiếc ô tô và chuyển động trên một đoạn đường. Và trên đoạn đường này người ta chia làm 3 chặng. Vậy thì để làm thì chúng ta cứ phân tích từng chặng ra rồi chúng ta tính thôi. Đó, cái cách làm là như vậy. Vậy đầu tiên là thầy coi như là cả cái đoạn đường AB là đây. Cả cái đoạn đường người ta đi là đây. Rồi, mình phân tích từng ý rồi sau đó mình viết lần lượt theo những ý họ cho. Và ở đây là giả sử là bắt đầu từ A để nó có thể về B và chia ra làm 3 chặng. Thì họ yêu cầu là tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường. Và cuối chặng là như vậy. Thì tổng quãng đường là tí nữa mình có thể mình phân tích ra. Vậy trên ô tô đi, một ô tô di chuyển giữa hai địa điểm A và B đây. Đầu chặng ô tô đi mất 1/4 tổng thời gian, thầy cứ chia ra. Giả sử là điểm C. Vậy cái đoạn AC là đầu chặng. Thì thời gian đây là T1, nó mất 1/4. Vậy thì T này là coi như tổng thời gian nó đi từ A đến B. Vậy trong bài á, khi mình làm thì mình gọi T là thời gian mà ô tô đi từ A đến B. Mình có gọi ra thì khi mình trình bày trong bài đó thì thầy cô mới hiểu được là những cái đại lượng, những cái ký hiệu mình đặt đó là gì. Vậy thì với T1 bằng T/4 thì đi với vận tốc là 40 km/h. Cái này mình đặt là V1 đi. 40 km/h. Tới cái đoạn đường thứ hai, giữa chặng ô tô đi mất 1/2 tổng thời gian. Thì giả sử là cái giữa chặng là cái đoạn là từ C đến D. Thì cái đoạn này là coi như là T2. Mất thời gian là 1/2. Đó, tổng thời gian là T. Thì đi với vận tốc là 20 m/s, đặt là V2 bằng 20 m/s. Thì nhìn tổng thể thì từ nãy giờ đơn vị là km/h là nó nhiều. Nên mình chuyển cái này về km/h cho nó tiện. Từ m/s mà chuyển sang km/h là nhân cho 3,6. 20 nhân 3,6 nó ra 72 km/h. Rồi, tới cái chặng thứ 3. Cuối chặng là đi mất 1/4 tổng thời gian. Vậy có nghĩa là T3 này là bằng T/4. Và đi với vận tốc là V3 là bằng 30 km/h. Rồi, tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường.
thì mình hình dung ngay trong đầu rồi, V trung bình là bằng tổng quãng đường trên cho tổng thời gian. Vậy tổng thời gian đi là T trên 4 cộng T trên 2 cộng T trên 4 là T. Còn quãng đường chưa có, do đó mình trên ba đoạn này mình phải đi tính quãng đường rồi mình cộng lại. Phải không? Mình tóm tắt ra là mình thấy ngay nè, có T có V thì đi tính S. Tương tự cho bên đây cũng vậy. Vậy sau khi thấy cái con đường làm rồi thì mình viết thôi. Vậy thì thầy nói là độ dài quãng đường đầu, thầy gộp cái lời giải lại luôn, đoạn đường đầu nè, đoạn đường giữa, gộp ba lời giải lại thành một luôn đi, đoạn đường giữa và đoạn đường cuối là đó. Rồi thế thì ở đây là đoạn đường đầu là S1, S bằng V nhân T. Mình ký hiệu là V1 T1 rồi, phải không? Vậy V1 nhân cho T1. Thế số thôi, V1 là 40, T1 là T trên 4. Vậy 40 trên 4 là 10 nhân cho T. Không tính được nữa, để đó. Tương tự như vậy chúng ta tính S2. S2 là bằng V2 nhân T2. V2 là 72 nhân T2 là T trên 2. 72 trên 2 là còn 36T. Rồi tương tự như vậy thầy đi tính S3. S3 thì bằng V3 nhân T3. V3 là 30. T3 là T trên 4. Là bằng 30 chia 4. 15 phần 2 chính là 7,5. À, cho nó gọn, 7,5T. Rồi thầy viết vào bên đây các bạn nha. Nhìn cho nó dễ. Rồi vậy thì ở đây mình thấy là có quãng đường rồi, bây giờ là có tổng thời gian rồi thì mình đi tính vận tốc được rồi đó. Vậy thì trả lời luôn, vậy là vận tốc trung bình, viết tắt ha, của ô tô trên cả đoạn đường AB, đúng không? Trên cả đoạn đường AB là, thế thì đặt là V trung bình đi. Thì công thức có rồi, tổng quãng đường trên tổng thời gian, phải không? Ở đây chia ba chặng thì là đoạn đường 1 cộng đoạn đường 2 cộng đoạn đường 3 trên cho T1 cộng T2 cộng T3. Đó. Vậy thế mà thôi, S1 là chúng ta có là 10T nè. Cộng S2 là 36T nè. Cộng S3 là 7,5T nè. Chia cho, thì mình có thể là ghi là T luôn cũng được, bởi vì T1 là T trên 4 cộng đoạn đường 2 rồi cộng thời gian ở đoạn đường 3, 3 cộng 3 cái thời gian này lại là ra thời gian nó đi từ A đến B, đúng không? Còn có nhiều bạn thì thấy khó khăn thì mình cứ viết lại thôi. T1 là họ nói là T trên 4 nè. Cộng T2 là T trên 2 nè. Cộng T3 là T trên 4 nè. Đó, cộng lại thì nó ra T thôi. Rồi, vậy thì bước nữa là bằng, để thầy cộng lại coi, 10 cộng 36 cộng 7,5. 10 cộng 36 cộng 7,5 là chúng ta được 53,5. Và ở trên là T, ở dưới cộng lại nó cũng ra T. Đó. Rồi chúng ta bỏ T đi, giãn ước đi, thì còn là 53,5. Và đơn vị là km trên giờ. Thì cái bài này thì tương đối là dễ dàng, chứ cũng không quá khó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài 17. Bài 18, à, đây là bài 18 ở trong phần cơ học của cái cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Thì theo cái lộ trình này thì thầy sẽ giải lần lượt hết phần cơ học, rồi sẽ qua phần nhiệt học và tương tự như vậy. Và sau khi mà chúng ta giải hết cái cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên này thì thầy có thể là chọn cuốn sách khác để thầy giải, hoặc là giải các cái đề thi của cấp huyện, cấp tỉnh ở các tỉnh thành. Đó là cái lộ trình mà sắp tới là đi như vậy. Thì còn tạm thời thì chúng ta cứ theo dõi các cái bài tập, mỗi một ngày thầy sẽ ra một bài. Và hiện tại là chúng ta đang xem tới bài 18 ở cái phần cơ học. Nếu các bạn có ý kiến gì, có những cái đóng góp nào, hoặc là thấy thầy có bị nhầm lẫn sai sót gì thì chúng ta cứ bình luận xuống phía dưới để thầy có thể biết được.
Và cũng rất là cảm ơn các bạn đã đóng góp vào những cái phần sai sót đó để thầy chỉnh sửa kịp thời. Và hẹn gặp các bạn ở cái bài tiếp theo, đó là bài 19 trong phần cơ học vào buổi hôm sau. Rồi, xin chào tất cả các bạn.